thì bị hư hại, có đôi lời dâng lên với ngài tắt bệnh. Mừng lễ Phật đản Phật lịch 2562 lần thứ 2642 tại Thiền viện Hương Hải. Chúng con xin cung thỉnh quý ngài Ba La Mật Phật đản chứng minh cho lễ Phật được thành tựu viên mãn. Nam mô nay nhân lời Phật dạy quyết tử thiết lễ kính mừng Phật đản và có lời thỉnh cầu chư tôn đức tăng ni quan âm lễ đài để chúng tôi thay mặt chư tôn đức tăng ni hứa hại quyết tử đến ngày để phẩm lễ chứng minh cho chúng tôi.